Tiếp tục nội dung video trước, mở đầu tập 7 là một tên người ngoài hành tinh khổng lồ đang tàn phá thành phố. Hắn điên cuồng đập phá khắp nơi, chỉ là đụng độ chỗ nào không đụng lại chút giận lên anh chàng Shinichiro. Trong lúc do dự không thể giết chết nó, nam chính đã bị kẻ thù lật cái bàn, bị đánh sấp mặt, thậm chí còn suýt chút nữa khiến cho dân thường phải thiệt mạng. Tuy nhiên tất cả những điều này đã truyền cảm hứng cho tinh thần chiến đấu của anh, giúp cho anh kích hoạt khả năng bay tiềm năng của mình. Lúc này Jack cũng đưa thông tin về những vụ giết người hàng loạt. Anh ta nói rằng những vụ giết người này thực chất là do tên ngoài hành tinh nhỏ con thực hiện dưới sự xúi giục của đồng bọn và thế là hắn ta bị tra tấn một trận để lấy lời khai. Khi được hỏi về bộ đồ mà Moroboshi mặc hôm trước, anh ta nói rằng bộ đồ đó là phiên bản Ultraman 7.0 hay còn gọi là số 7. Tuy nhiên, vì nó đã được sửa đổi một chút dựa theo dữ liệu chiến đấu nên cũng có thể gọi là phiên bản 7.1. Trong buổi biểu diễn của Reina, Shinichiro và Moroboshi cũng tới. Họ cho rằng hung thủ rất có thể sẽ xuất hiện tại đây. Trên sân khấu, Reina kể về cái chết của mẹ mình. Ngay khi cô được sinh ra, bà ấy đã bị kẹt ở trận chiến giữa Ultraman thế hệ đầu tiên và quái vật ngoài hành tinh để rồi phải chết. Lúc này, bản thân cô rất muốn được gặp người hùng để hỏi về công lý. Ultraman có thể là anh hùng, thế nhưng liệu anh ta có biết mọi người bị tổn thương bởi những việc anh ta làm không? Đúng lúc này, một bóng người bí ẩn dần dần xuất hiện trên sân khấu. Tập thứ 8, sự thật được vén màn. Cứ ngỡ người xuất hiện là Ultraman, vậy nhưng lại không phải. Tên này là một kẻ khác ván chào mừng bằng cách ném một cái xác tới trước mặt cô. Nhận thấy tình hình không ổn, Shinichiro cùng Moroboshi lập tức triển khai áo giáp. Sự xuất hiện của hai Ultraman khiến khán giả lẫn Reina vô cùng kinh ngạc. Tuy cả hai cùng nhau hợp sức tấn công, thế nhưng tên ngoài hành tinh này rất không tầm thường. Hắn dễ dàng đánh ngang tay với cả hai. Tưởng như sắp hạ được hắn thì Bemula xuất hiện ngăn cản. Bemula phá hủy nóc buổi biểu diễn. Nếu như nóc nhà này bị hạ xuống, tất cả khán giả trên sân khấu sẽ bị thiệt mạng. Hắn muốn Shinichiro phải lựa chọn, một là chọn cứu khán giả, hai là bỏ mặc bọn họ và cứu thần tượng của công chúng. Tới nước này thì đám khán giả bắt đầu lật mặt, thần tượng là thứ mà bọn họ mua, cứu bọn họ còn hơn cứu một thần tượng ngu ngốc. Ngay khi Reina sắp bị tấn công thì tên ngoài tinh nhỏ còn xuất hiện, tuy nhiên chưa kịp làm gì đã bị giết chết. Tới đây thì tên Ada giải thích cho khán giả sự thật về các vụ giết người hàng loạt. Thủ phạm thực sự là tên ngoài hành tinh này, gã là fan cuồng nhiệt của Reina. Gã thuê bọn ngoài hành tinh để trừng phạt những ai bình luận xấu về cô. Tuy nhiên, mọi chuyện lại đi quá xa. Hiện tại, những tên giết người đó cũng có mặt ở đây. Bọn họ nhanh chóng bị bắt. Đáp lại thắc mắc tại sao Ada lại làm chuyện này, hắn thản nhiên trả lời. Hắn chính là một đặc vụ của kiểm soát nhập cư trực thuộc Hội đồng Liên minh Vũ trụ. Theo lệnh của Hội đồng, hắn có trách nhiệm xử lý những tên ngoài hành tinh phạm tội. Nói rồi Ada rời đi, mọi người giải tán, ai về nhà nấy. Tập thứ 9, trường học của Shinichiro có một học sinh chuyển trường năm nhất tên là Saichi Hokuto. Hokuto tiết lộ rằng anh ta đã biết danh tính Ultraman của Shinichiro. Nghe vậy, Shinichiro vô cùng lo lắng, anh lập tức tới gặp Jack để bàn bạc. Vài ngày sau, một Ultraman thứ 3 xuất hiện. Hắn dễ dàng hạ gục nhóm cướp cùng bảo vệ sông bạc rồi lấy đi số tiền lớn. Sự việc này gây chú ý cho Endo. Cách lấy tiền này được cho là không phải cách làm của đội nghiên cứu khoa học đặc biệt, cho nên kẻ này có thể nằm ở một thế lực khác. Một ngày nọ, Shinichiro nhận được nhiệm vụ tiêu diệt quái thú ngoài hành tinh. Trong lúc nguy hiểm, anh được trợ giúp bởi phiên bản Ultraman thứ 3. Năng lực của hắn rất mạnh, có thể dễ dàng hạ gục quái vật chỉ bằng một chiều. Những người trong đội nghiên cứu khoa học đặc biệt nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng bất ngờ. Bọn họ không nhận ra gã này là ai, ít nhất là hắn không phải là kẻ địch. Sau khi hắn gọi tên của anh thì anh mới nhận ra kẻ này rất có thể là Hokuto. Tập thứ 10, đúng như dự đoán, Ultraman thứ 3 chính là Hokuto. Reina đến thăm bảo tàng người khổng lồ ánh sáng và gặp được Shinichiro. Cô nhận ra bảo tàng này không phải bình thường. Nhìn vào logo trên ngực Ultraman và logo của bảo tàng, cô biết nơi đây chính là căn cứ của đội nghiên cứu khoa học đặc biệt. Như vậy thì Ultraman cũng ở đây. Đúng lúc không biết trả lời như thế nào thì anh nhận được một nhiệm vụ nên cần phải rời đi ngay lập tức. Tuy nhiên sau khi tới hiện trường thì kẻ địch đã bị quét sạch. Mà người làm chuyện này không ai khác chính là Hokuto. Hắn được đưa tới căn cứ để lấy lời khai. Mặc dù hắn là người trái đất vậy nhưng hai chân và hai tay lại là những bộ phận giả cơ học với công nghệ tiên tiến. Thậm chí bộ giáp cũng là công nghệ ngoài hành tinh vượt bậc. Hokuto mong ước rằng một ngày nào đó, người ngoài hành tinh sẽ được người dân trên trái đất chấp nhận. Như vậy mà người bạn ngoài hành tinh, Zoko của cậu không cần phải trốn tránh nữa. Gã muốn chiến đấu vì mục tiêu này, vì vậy đã xin gia nhập vào đội anh hùng. Edo dự định sử dụng Hokuto để tìm ra kẻ đứng sau hỗ trợ hắn ta. Mặt khác, Jack và Ada cũng bắt đầu hành động vì mục đích riêng của họ. Tập 11, Shinichiro không hài lòng về cách mà Hokuto lấy tiền nhờ việc trừng phạt bọn xấu. Hai người tranh cãi không có kết quả nên cuối cùng phải sử dụng vũ lực để giải quyết. Bỗng dưng Moroboshi xuất hiện hỗ trợ, anh ta nhanh chóng đánh bại Hokuto.
Điều này mang ý nghĩa rằng niềm tự tin và kiêu ngạo của hắn giờ đây đã bị tan vỡ. Ít nhất thì hắn cũng nhận được một bài học từ sau chuyện này. Reyna tới thăm bảo tàng một lần nữa và hẹn Shinichiro ra ngoài gặp mặt. Cô sẽ bay tới Hoa Kỳ vào ngày mai, cho nên muốn lấy thông tin liên lạc của anh. Lúc này một sự cố bất ngờ xảy ra, tình thế cấp bách nên Shinichiro đành phải nói dối rằng mình có thông tin liên lạc của Ultraman rồi vội vã rời đi. Sau đó hô biến bộ giáp để kịp thời giải cứu hai người công nhân. Thế nhưng hành vi kỳ lạ của nam chính lần này, cô suy đoán rất có thể Shinichiro chính là Ultraman. Tập thứ 12, sau khi nghe tin Zoko bị tấn công, dù biết ông ta đang được Bemula bảo vệ, vậy nhưng Hokuto vẫn không thể kìm nén được cơn tức giận trong lòng. Đúng lúc đang giận dữ thì Edo xuất hiện, gã đưa tất cả thông tin dữ liệu bao gồm vị trí căn cứ của nhóm đã tấn công vụ tai nạn máy bay vào 12 năm trước. Tại trụ sở, Shinichiro và Moroboshi được xem lại video vụ tai nạn máy bay. Bởi vì sự cố này cho nên, đội nghiên cứu khoa học đặc biệt mới bắt đầu phát triển chương trình Ultraman. Trong danh sách chuyến bay đó có cái tên Hokuto. Sau khi biết được vị trí của kẻ thù, Hokuto lấy bộ giáp. Cậu giờ đây rất muốn chứng minh bản thân bằng cách hạ gục hết bọn chúng nên đã tự ý rời đi. Không còn cách nào khác, Zoko đành phải đi tới trụ sở để cầu xin sự trợ giúp. Gã nói cho mọi người biết sự thật về vụ tai nạn máy bay đó. Hội đồng Minh Vũ Trụ chính là thế lực đằng sau hậu trường nhằm tiêu diệt nhóm tiến sĩ tiên tiến. Về phần Bemula, hắn chỉ cố ngăn chặn cuộc tấn công của nhóm lính đánh thuê, thế nhưng người hắn có thể cứu duy nhất lại chỉ có Hokuto. Để bảo vệ Hokuto, Shinichiro và Moroboshi cùng quân đội lập tức hành động. Tuy nhiên, không ai biết rằng đây là một cái bẫy. Và thế là cả nhóm bị ăn cho một quả bom vào mặt khiến tất cả đều thiệt mạng, ngoài trừ hai người Shinichiro và Moroboshi. Rất nhanh sau đó, các tên lính đánh thuê cũng xuất hiện. Ultraman chính là mục tiêu chúng nhắm tới, cho nên không cần quá nhiều lời liền động thủ. Tập thứ 13, tập cuối. Nhìn thấy cả hai người bị bán hành sắp mặt. Hokuto ra tay giải cứu, thế nhưng sau khi giết được vài tên thì cậu ta cũng bị bắn chân nát người. Ngay khi bọn chúng quyết định hành quyết Hokuto thì sức mạnh ngủ yên bên trong Shinichiro được đánh thức, giới hạn của bộ giáp tự động được nâng lên. Nhờ nguồn sức mạnh này, anh đã dễ dàng đánh bại được đối thủ, tất cả nhóm lính đánh thuê bị đánh bại trong chốc lát. Tưởng như mọi chuyện đã xong thì một nguy cơ khác lại tới, vũ khí của tên cầm đầu nhóm lính bất ngờ phát ra tín hiệu lên không gian. Từ con tàu đang ẩn mình đó thả xuống một quả cầu khổng lồ. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho mọi người không kịp xử lý. Đúng lúc nguy cấp, Bemula xuất hiện. Hắn sử dụng chùm năng lượng Pesium để đối đầu trực diện và thành công phá tan quả cầu cùng con tàu vũ trụ khổng lồ ngoài kia. Hành động này khiến cho ai nấy cũng đều phải kinh ngạc. Sau khi giải quyết xong mọi việc, Bemula lần nữa đối diện với Shinichiro. Chỉ là lần này, hắn đã không còn lý do gì để đấu với anh nữa. Hơn nữa, hành động của hắn cũng không giống như người xấu, cho nên nhận được sự tin tưởng của Shinichiro. Anh đồng ý để Bemula mang Hokuto rời đi. Trận chiến này kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé!